Chúng tôi là Hoàng Bách, xin trân trọng kính chào quý khán thính giả và các bạn đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, ngày hôm nay vị khách mời của chúng tôi là luật sư Stephen Liu. Chúng tôi xin nhân hạnh kính chào luật sư Stephen Liu. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách và kính chào tất cả khán thính giả đài Hoàng Bách Channel và trên hệ thống Internet. Dạ vâng, thưa quý khán thính giả, ngày hôm nay chúng tôi đang nói chuyện với luật sư Stephen Liu đã bước vào ngày mùng 3 tháng 11, tức là một ngày bây giờ. Mọi người khắp nơi trên nước Mỹ đang có cử tri đã đi tới thùng phiếu để bỏ phiếu. Và cái kết quả ra sao thì tối nay chúng ta mới biết được. Nhưng mà bây giờ thì thưa luật sư, có sự kiện xảy ra ở thành phố Houston mà nhiều người khắp nơi cũng đặt lên câu hỏi, đó là cái sự kiện mà bỏ phiếu bằng xe, tức là thay vì họ đi tới thùng phiếu họ bỏ hoặc là họ gửi bằng thư thì bây giờ ngồi trên xe và họ đưa máy tới tận nơi để mà họ bỏ phiếu. Thì gồm có tất cả cái số người mà bỏ phiếu như thế này là 127.000 người. Và cái số phiếu này bên Đảng Cộng Hòa của Tổng thống Trump khiếu nại, nó là cái bỏ phiếu như vậy là không có giá trị, là vô hiệu hóa. Nhưng mà đưa lên chánh án thì ở tòa của tiểu bang xét thì nó là học cái này vẫn có giá trị. Và bây giờ thì Đảng Cộng Hòa tiếp tục kiện lên liên bang. Thì xin với luật sư có thể chia sẻ với cái nhìn của luật sư là người ở địa phương, cái sự kiện nó xảy ra như thế nào để gửi cho quý khán giả khắp nơi họ biết, thưa luật sư. Dạ, cảm ơn chú Hoàng Bách. Cái này nó xảy ra ở quận Harris County, thành phố Houston, tiểu bang Texas, một cái khu vực mà đại đa số người Việt Nam của chúng ta sống. Thật sự thì ngày hôm nay, mặc dù nó là ba Tây, là cái ngày đi bầu, chúng ta biết ở trên nước Mỹ này có tổng cộng là 300 cái vụ kiện về vấn đề bầu cử. Tất cả những cái vụ kiện về vấn đề bầu cử đó mà của Đảng Cộng Hòa đó, nó có cùng một cái mục tiêu chính. Cái mục tiêu đó thì rất là dễ biết là làm sao để mà hủy bỏ tất cả những cái lá phiếu của người dân. Bởi vì họ nghĩ rằng cái con số người dân cử tri ra đi bầu đông á, thì đa số đó là bên Đảng Dân Chủ hay là thiên về Đảng Dân Chủ, thì phải tìm cách làm sao mà hủy bỏ tất cả. Tại thành phố Houston hay là quận Harris County thì nó có một cái trường hợp cũng khá đặc biệt là Đảng Cộng Hòa tuần vừa rồi họ nộp một cái đơn vô, thật sự họ nộp hai cái đơn, một cái ở tiểu bang Texas lên tòa thượng thẩm. Tòa thượng thẩm của tiểu bang Texas là cái tòa cao nhất của tiểu bang Texas, rồi họ nộp một cái cũng giống như vậy lên tòa liên bang ở trong tiểu bang Texas này. Thì hai cái đó có cùng một cái mục tiêu, và họ nói rằng là theo cái luật bầu cử của tiểu bang Texas, nó không cho phép bầu bằng xe mà phải đi vô một cái nhà. Và vì cái lý do mà quận Harris, những cái cơ quan lo về vấn đề bầu cử, là cái cơ quan đó lại cái người chánh văn phòng đó hay là giám đốc điều hành đó là cái người của Đảng Dân Chủ, thì họ mới nói rằng là tất cả những cái lá phiếu mà bầu bằng xe, tiếng Anh nó kêu là drive through, tức là mình chạy tới cái chỗ đó giống như mình đi mua đồ McDonald's, Burger King rồi đó, mua nước rồi đó, mình chạy ngang qua, mình order đồ thì họ chạy ngang qua và những cái chỗ đó và họ đi bầu. Thì nói là những cái lá phiếu đó bất hợp lệ nha. Thì chủ nhật vừa qua, tức là một tây tháng 11, thì tòa thượng thẩm của tiểu bang Texas hủy bỏ cái đơn kiện đó, nói cái đơn kiện nó không có giá trị, là cái điểm thứ nhì đó. Thì qua ngày thứ hai đó là có một cái vụ mà ông thẩm phán liên bang ông nghe hai bên trình bày về cái vấn đề tại sao. Thì sau 3 tiếng đồng hồ nghe hai bên trình bày thì ông thẩm phán liên bang cũng hủy bỏ cái đơn kiện đó. Cái đơn kiện đó, đó bên Cộng Hòa nói đó rất là vui. Thì ông thẩm phán ông nói tôi đồng ý nếu quý vị mình nộp cái đơn kiện này trước khi người ta đi bỏ phiếu thì tôi đồng ý là không cho phép đi bầu bằng xe. Nhưng mà đợi cho người ta đi bầu gần hết rồi, hết trơn rồi, và một ngày cuối cùng trước khi cái ngày bầu
rồi quý vị mới nộp đơn vô, và quý vị nói là những cái cuộc bầu cử như vậy thì những cái lá phiếu đó nó là vô hiệu nghiệm. Thì thật sự đó, cái đơn kiện đó nó không có giá trị và về vấn đề pháp lý, ai nhìn vô cũng biết cái đó. Và khi mà bên đảng Cộng Hòa họ thua thì bây giờ họ lại gấp rút nộp cái đó kháng cáo lên cái đơn vị số 5, nó kêu là Fifth Circuit, và yêu cầu Fifth Circuit, cái tòa kháng án, nghe cái vụ này. Thì chúng ta đợi coi nó sẽ xảy ra như thế nào. Nhưng mà trên cái tòa kháng án của cái khu vực số 5 thì đại đa số cũng là những người thẩm phán của đảng Cộng Hòa. Thì cái câu hỏi được đặt ra, và bên cơ quan mà điều hành về vấn đề bầu cử đó thì họ nói rằng là chúng tôi cho phép người cử tri đi bầu bằng xe là chúng tôi đã tham khảo với lại cơ quan về vấn đề bầu cử của tiểu bang Texas là của đảng Cộng Hòa. Cái người giám đốc điều hành đó là người của đảng Cộng Hòa. Và cái cơ quan đó họ đồng ý và họ nói cái đó hợp lệ. Vì vì lý do đó chúng tôi mới làm và cho phép người dân đi bỏ phiếu bằng chạy xe. Nếu mà chúng ta nhìn vào đó, giả sử như là một cái cơ quan bầu cử của chính quyền mà họ làm sai thì phải phạt cái cơ quan đó. Nào, chứ không thể nào phạt người dân hay là cử tri của người dân và hủy bỏ cái lá phiếu của người dân. Cái lá phiếu của người dân là cái tiếng nói của người dân. Người dân á, người ta không biết, người ta nói chính những cái cơ quan bầu cử họ nói quý vị lợi cái địa điểm số 1, quý vị lợi cái nhà thờ, quý vị lợi cái nhà chùa, quý vị lợi cái trường học, quý vị lợi một cái chỗ nào mà chúng tôi để những cái chỗ thùng phiếu ở đó cho quý vị đi bầu thì chúng ta đi tới chỗ đó bầu. Nào, rồi cái đùng một cái nó nói cái lá phiếu của tôi nó vô hiệu nghiệm, bất hợp lệ, thì người cử tri nói tôi đâu có làm cái gì sai đâu mà tại sao hủy bỏ cái lá phiếu của tôi hay là hủy bỏ cái tiếng nói của tôi. Cái người mà phải đáng trừng phạt là cái cơ quan làm cái đó, có nghĩa là ở tiểu bang Texas, có nghĩa là đảng Cộng Hòa chứ không phải là ở quận Harris. Nào, nhưng mà không có một cái người thẩm phán nào mà dám hủy bỏ cái tiếng nói của 127.000 cử tri. Người ta lên tiếng, họ nghĩ, đảng Cộng Hòa nghĩ là 127.000 là đại đa số, có thể là của đảng Dân Chủ và một số nhỏ là của đảng Cộng Hòa. Cái đó là cái sự suy đoán. Chứ thật sự 127.000 người cử tri đi bầu, chúng ta không biết bao nhiêu là Dân Chủ và bao nhiêu là Cộng Hòa. Mà nếu mà hủy bỏ hết thì bắt buộc lấy cái danh sách của người ta ra và yêu cầu người ta đi bỏ lại. Nó là một cái sự mà nó không còn có đủ thời gian để mà làm cái vấn đề đó nữa. Một cái vấn đề nữa đó là trong cái vấn đề mà cái án lệnh của ông liên bang, thẩm phán liên bang á, nó ra đó là lúc đó là 2:30 trưa ở thành phố Houston. 2:30 trưa là ông phán, ông ra cái án lệnh là hủy bỏ cái đơn kiện đó liền ngay tức khắc. Bởi vì nó không hội đủ cái pháp lý để mà làm một cái đơn kiện. Và ông ta cũng có nói, và cái câu này là cái câu mà đảng Cộng Hòa ở trong cái luật bầu cử là nói rằng là tiểu bang Texas vi phạm khi mà cho phép quận Harris cho người ta chạy xe bầu cử bằng xe. Bởi vì nó nói là cái thùng phiếu phải ở trong cái building. Cái tiếng mình dịch ra tiếng Việt đó, cái thùng phiếu phải ở trong một cái building. Thì ông thẩm phán ông nói đó, cái liều để người ta chạy tới ở ngoài đường, ở những cái parking đó của những cái nhà thờ thiệt là lớn đó, mình làm những cái liều đó, thì ông nói cái liều có phải là cái building không? Cái liều không phải là cái building. Nhưng mà ông nói nếu mà quý vị mà nộp cái đơn này sớm đó, không? Mà trước khi người ta đi bỏ phiếu đó, thì cũng có lý, thì tôi cấm không có cho làm cái đó. Nhưng bây giờ người ta đi bỏ phiếu hết trơn rồi, mà bây giờ đi hủy bỏ người ta thì cái đó không làm được. Thành ra ông ta hủy bỏ cái đơn kiện đó. Tòa thượng thẩm của tiểu bang Texas là chủ nhật trước đó một ngày là đã hủy bỏ cái đơn đó luôn rồi.
Một cái mà nó hơi dí dỏm mà tôi thấy cũng rất là cười kể cho chú Quang Bách và tất cả quý vị nghe cũng rất là vui. Thì quý vị biết á, cái ngày thứ bảy đó là cái ngày Halloween, và chủ nhật đó thì tòa thượng thẩm của tiểu bang Texas là hủy bỏ hồ sơ, là một tay. Rồi cái hai tay đó là ngày hôm nay ở trưa là tòa thẩm phán liên bang cũng hủy bỏ cái đơn kiện đó. Cái mà dí dỏm tôi kể lấy 3 phút, chú Hoàng Bách, là tôi đi cái Halloween thì gặp hai cô chú, một người gia đình bạn rất là thân, thì lại chào hỏi nói chuyện. Thì chú đó mới nói là luật sư, hồi 2 bữa trước hai vợ chồng tôi đi bầu bằng xe mà quá tiện, quá quá tiện, quá hay. Mình ngồi trong xe, họ đưa mình cái máy, họ lấy cái này, lấy thẻ căn cước, lấy cái này kia, driver license, rồi họ đưa mình cái máy, mình ngồi trong xe, mình bấm 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 một cái xong cái mình đưa lại là xong rồi, quá tiện. Ông nói cái này quá hay, ông ta rất là thích, không cần phải đi ra ngoài. Thì tôi có hỏi vậy, nói là cô chú thì bầu cho đảng gì? Thì ông hai cô chú có nói, đương nhiên là bầu cho tổng thống Trump rồi, đảng Cộng hòa. Thì tôi mới nói, cô chú có biết là đảng Cộng hòa thưa và muốn hủy bỏ hai cái lá phiếu của cô chú không? Ông nói, ủa sao kỳ vậy? Nói thì bây giờ mới nói, đảng Cộng hòa là làm cái đơn kiện và nói là cái vấn đề mà đi bỏ phiếu bằng xe là bất hợp lệ và phải hủy bỏ tất cả những cái lá phiếu đó. Ông nói vậy là hủy bỏ luôn cái lá phiếu của tôi là của đảng Cộng hòa hả? Nói, thì đó là mới cái khổ là cái chỗ đó. Thì hai hai cô chú đó nghĩ là mình nói giỡn, nói chơi hay là nói láo, mà nói nó cái đó là sự thật, ngày mai là chú biết liền. Thì cái vấn đề làm cho hai cô chú đó hơi ngạc nhiên là tại sao đảng Cộng hòa lại làm những cái chuyện mà hủy luôn cả cái lá phiếu của người của đảng Cộng hòa, cử tri của đảng Cộng hòa. Cái đó thì cũng mắc cười. Và một cái nữa thì hai cô chú đã ngồi nói chuyện thì chú đó mới nói, ngày xưa đó, cái này là chỉ có tiểu bang Texas thôi chứ Hoàng Bắc, nếu mà khán thính giả ở tiểu bang khác thì có thể không biết, nhưng mà quý vị nào ở trong tiểu bang Texas thì quý vị sẽ biết. Ngày xưa tức là trước năm 2020 đó, ở tiểu bang Texas đó, chúng ta có thể bầu straight ticket, có nghĩa là quý vị vô cái lá phiếu thì ở trên đó đó nó sẽ có hai cái đảng, và quý vị chọn cái đảng nào thì tất cả những người ứng cử viên của cái đảng đó là quý vị bỏ cho cái người đó hết. Chỉ bấm một cái nút thôi là quý vị bỏ cho cái đảng đó, nó kêu là straight ticket nha. Và tiểu bang Texas đó, họ nghĩ rằng là nếu mà cái số cử tri của người dân chủ ra đông á, thì mà họ bấm một cái nút thôi đó thì nó quá dễ quá ấy, thành ra họ mới làm ra cái luật là không cho phép làm cái đó nữa mà phải đi từng cử tri một, và cái đó là cái luật họ thông qua. Thì hai cô chú này nói, trời ơi ngày xưa đó tôi đi bầu đó tôi chỉ bấm có cái nút Cộng hòa là xong tôi đi về, còn bây giờ đó đưa cho tôi một cái lá phiếu đó mà bằng điện tử đó nó dài mấy chục trang, tôi phải đi từng cái từng cái từng cái một, xong nó lâu quá, hồi ngày xưa nó quá tiện. Tôi rất là thích cái kiểu bầu cử cho nó tiện. Thì tôi cũng có nói, dạ đúng, ngày xưa thì nó rất là tiện. Nhưng mà chú cô có biết rằng là ai là cái người hủy bỏ cái đạo luật đó không? Thì ông nói thì chắc là dân chủ chứ cái gì nữa. Nó không phải, cái đó là ông thống đốc và cái thượng viện của đảng Cộng hòa ở tiểu bang Texas hủy bỏ cái đạo luật đó. Thì hai cô chú đó cũng cười và nói, sao mà kỳ quá vậy? Bởi vậy mới nói những cái gì mà chú thích, mà chú là người của đảng Cộng hòa, chú là cử tri của đảng Cộng hòa, thì ông thống đốc của đảng Cộng hòa hủy bỏ, và bây giờ đảng Cộng hòa cũng muốn hủy bỏ luôn cái lá phiếu của chú nữa. Đây là một cái chuyện mà ngày hôm Halloween nghe thì nó hơi dí dỏm, nhưng mà cho chúng ta thấy là nhiều khi đảng họ làm những cái gì đi ngược lấy cái cử tri của chính cái đảng của họ để mà họ đạt được cái mục tiêu. Chú Quang Bình. Dạ vâng, bây giờ mình đi thêm một chút xíu là luật sư vừa nói đó là đảng Cộng hòa hay là đảng của Tổng thống Trump nó sẽ kiện gần tới 300 cái vụ kiện.
Và Tổng thống Trump ông kỳ vọng đó, là ông bổ nhiệm bà Amy Coney Barrett là vào tối cao pháp viện đó, là khi kiện lên tối cao pháp viện đó, thì 6/3 tức là đa số đó, là của đảng Cộng hòa ông thì ông nghĩ là sẽ về phía đứng về phía của Tổng thống Trump. Thì qua các cái sự kiện này thì luật sư nghĩ sao, nếu rằng cái cuộc bầu cử này mà có những cái lộn xộn, Tổng thống Trump viện lý do này lý do kia để kiện lên tối cao pháp viện rồi cuối cùng đó, là phe ta xử phe mình thì nó có lợi cho Tổng thống Trump không, hay là lúc bấy giờ tối cao pháp viện họ đứng trên cái hiến pháp để họ xử vấn đề, thưa luật sư? Cái đó là một cái mà rất là nhiều người thắc mắc và không biết cái chuyện gì sẽ xảy ra. Một cái điểm đó là họ hy vọng tất cả những người tối cao pháp viện của nước Mỹ này, dù cho đảng Cộng hòa hay Dân chủ, họ phải làm đúng theo và tôn trọng cái hiến pháp. Và cái đó là cái mà tất cả mọi người đều kỳ vọng vào cái vấn đề đó, không cần biết cái người đó đảng Cộng hòa hay Dân chủ. Là điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì đó, thì chúng ta cũng biết rằng là nếu mà cái kết quả của từng một cái tiểu bang, của từng một cái quận mà nó rất là cái sự chênh lệch nó xa, cái phần thắng nó cao, thì nó không cần đem đến cái sự tranh cãi. Còn nếu mà cái phần thắng mà nó sát nút giống như đợt 2016 của cái tiểu bang Wisconsin có chấm 27%, có mười mấy ngàn phiếu, có 10.000 phiếu mà trong cả như đó 4 triệu phiếu mà chỉ có 10.000 phiếu thôi, hay là giống như cái đời của ông tổng thống Bush như là ông Al Gore cái thời điểm đó, đó ở Florida nó xích xoát nhau chỉ có 538 cái lá phiếu, mà trong lúc đó là 9 triệu người đi bầu mà nó xích xoát nhau chỉ có 538 lá phiếu thôi, thì cái đó nó mới đem tới cái sự tranh cãi. Còn nếu mà cái con số thắng đó vài trăm ngàn hay là vài triệu đó, thì không có cách nào mà dù cho lên tòa thẩm phán cũng không được. Bởi vì đó, một trong những cái căn bản của cái vấn đề bầu cử đó là mình cái lá phiếu của người dân là cái tiếng nói. Mình không thể nào hủy bỏ cái tiếng nói của người dân, mình không thể nào bịt miệng người dân được. Không? Mà nếu mà những cái mà làm đó, mà những cái cơ quan chính quyền làm sai, mà không phải là cử tri làm sai. Nào, nếu mà cử tri là cái người đi bầu hai lần gian lận thì phạt cái người cử tri và hủy bỏ cái lá phiếu đó thì cái đó đúng rồi. Nhưng mà nếu mà cử tri không có làm cái gì sai hết mà những cái cơ quan bầu cử của tiểu bang của quận họ làm không đúng cái luật thì trừng phạt họ, chứ làm sao trừng phạt cái người cử tri được. Cái đó, đó là cái căn bản, giống như là cái ở tiểu bang Texas, quận Harris mới vừa xảy ra của 127.000 lá phiếu của người dân, người ta làm đúng theo cái những cái gì mà cơ quan chính quyền kêu người ta làm, thì lại sao lại hủy bỏ cái lá phiếu của người ta, nó rất là vô duyên, thì chúng ta biết. Nhưng mà tất cả những cái vụ kiện đó nó không có đi tới đâu hết, nó sẽ kéo dài cái thời gian. Thì chúng ta biết rằng là sau cái kết quả mà được qua vào có thể là thứ tư, sáng thứ tư thì chúng ta biết được cái kết quả cho thấy bên nào nhiều phiếu hơn bên nào ở từng cái tiểu bang, ở từng cái quận. Nhưng mà tuyên bố cái người nào thắng thì chắc là còn phải đợi vài tuần sau. Ngoại trừ cái con số mà chênh lệch của nó rất là cao thì họ mới tin tưởng và họ tuyên bố, chứ còn mà nó sát sát nhau đó thì họ sẽ không dám tuyên bố. Có nghĩa là chúng ta sẽ biết được cái kết quả của cuộc bầu cử. Ai sẽ thắng ở chỗ nào và thắng bao nhiêu số phiếu, bao nhiêu phần trăm, nhưng mà bên nào tuyên bố là thắng và bên nào chấp nhận là thua thì cái đó nó có thể kéo dài vài tuần. Thì cái đó là chúng ta cũng có nghĩ là nó cũng có thể xảy ra giống như năm 2000. Cái đó thì có thể xảy ra. Một cái nữa đó là về cái vấn đề bầu cử mà sắp tới, là khi mà một cái cơ quan chính quyền mà dùng tất cả mọi một cái thủ đoạn để mà ngăn chặn không cho người dân đi bầu cử, tiếng Anh á, tiếng Mỹ nó kêu là voter suppression, tức là đè ém những cái người ta, dùng đủ lý do hết, giống như là bữa nay chú mặc cái áo này thấy không có đúng, chú mặc cái áo kia thấy không có đúng, hay là chú quên cái giấy này, chú cần giấy kia, họ làm khó dễ cho mình để cho mình chán nản và mình không đi bầu. Họ nói là cái đường cái đợi lâu quá, dài quá lâu, người ta chán nản, người ta không đi bầu.
Đó. Thành ra những cái cơ quan bầu cử của tất cả những cái tiểu bang thì họ đã cố gắng làm, đó là tại sao người ta đi bầu sớm và bầu 2-3 tuần, và bầu ở nhiều cái địa điểm để làm gì? Để cho người dân được quyền đi bầu, để lên cái tiếng nói, chứ không có mà chèn ép người dân và làm khó khăn cho người dân không có tiếng nói. Đây là những cái mà theo trên nguyên tắc của một cái xã hội dân chủ, càng nhiều người dân đi bầu càng tốt, đúng không? Bởi cái tiếng nói của người dân. Và khi mà càng nhiều người dân đi bầu, cái người nào mà thắng, dù cho đó là Tổng thống Trump, thì thật sự cái đó là tiếng nói của người dân. Chúng ta phải chấp nhận cái kết quả đó, chứ chúng ta không thể nào nói là cái kết quả đó chúng ta không thích, bởi vì nó không có đúng theo cái ý của chúng ta khi mà đại đa số người dân đã ra đi bầu. Chú Hoàng Minh. Dạ vâng, bây giờ mình bước qua một lĩnh vực khác. Có nhiều người Việt Nam ở trong nước cũng như hải ngoại, đặc biệt là trong cộng đồng người Việt Nam hải ngoại, họ kỳ vọng và họ hy vọng là Tổng thống Trump sẽ chống Trung Cộng, và cái lá bài đó đó, vì vậy cho nên họ ủng hộ Tổng thống Trump. Có nhiều cách họ ủng hộ, nhưng mà đa số những người hỏi tại sao ông ủng hộ Tổng thống Trump, ông nói cái lý do mà ông ủng hộ Tổng thống Trump hai chỗ nào. Ông nói là Tổng thống Trump đánh Trung Cộng, và Tổng thống Trump là cái người mà từ trước tới giờ không ai dám tố Trump Cộng, đánh Trump Cộng ấy, mà chỉ có Tổng thống Trump thôi. Vì vậy cho nên tôi, dù là Tổng thống Trump có nói thiếu đạo đức, có nói dối đi nữa, không thành vấn đề. Cái vấn đề của chúng tôi là đánh Trump Cộng thôi, thì cái hư thực nó như thế nào, đó là cái điều thứ nhất. Điều thứ hai là gần đây đài BBC có viết một cái bài của ông Frank Stapp, là một cái người mà trước đây đã làm việc tại Việt Nam, tức là dưới thời mà của ông là một một ký giả, một nhà báo lão luyện, và ông cũng là làm cho tình báo CIA. Ông chuyên môn phân tích những cái chiến lược của Bắc Việt để mà đưa cho CIA và đưa cho tòa đại sứ để mà giải mã hay là tìm những cái cách để phương thức chống đạm cho nó hữu hiệu. Thì qua cái bài này cũng như phối hợp những cái người dân mà tin đó, thì ông Frank Stapp ông có viết như thế này. Ông kêu tôi tha thiết viết với các bạn là đồng chí hay là nói là cùng mà cảnh ngộ với chúng tôi, là những người cùng mà chiến hữu của chúng tôi, tức là ông cho ông là cái người đã chiến đấu với những quân quân dân kháng chính ở miền Nam. Bởi vì trong lúc bấy giờ đó, ông đó là đã từng chụp hình với ông Nguyễn Cao Kỳ, từng tiếp xúc với nhiều giới chức cao cấp ở miền Nam, mà có lẽ hầu hết những người mà gọi là sĩ quan cao cấp đó, ở miền Nam trước đó, cũng đều biết ông này cả. Năm nay ông sinh năm 1943, tức là năm nay khoảng 70 77 tuổi, 76 tuổi, đại khái vậy. Thì ông nói là ông rất là thất vọng. Tại sao mọi người phải ủng hộ Tổng thống Trump? Ông không tin là Tổng thống Trump là người chống cảm, nhưng mà ông chỉ nói đó trên danh từ thôi. Tất cả sự kiện này thì xin luật sư có lời giải thích tại sao người ta tin vào Tổng thống Trump như vậy, mà ngay cả cái người mà gọi là họ 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 gọi những người quân đội Việt Nam Cộng hòa quân dân kháng chính là đồng minh với họ. Chúng tôi nói với các bạn là những cái điều tha thiết để các bạn hiểu là Tổng thống Trump không hề chống Trump cảm. Thì xin luật sư có thể đào sâu cái vấn đề này, cái sự kiện nó ra làm sao. Bởi vì một người mà đã từng CIA, đã từng gắn bó với Việt Nam, ổng ở Việt Nam từ hơn 8 năm, thưa luật sư. Dạ, cái câu hỏi của chú á, nó rất là quan trọng cho tới tập thể cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại của chúng ta. Nếu mà tại vì chúng ta đi thăm dò ý kiến ở trong cái tập thể cộng đồng người Việt của chúng ta, một cái số rất là nhiều người cử tri Việt Nam họ ủng hộ Tổng thống Trump. Mặc dù biết Tổng thống Trump có rất là nhiều cái khuyết điểm về đạo đức cá nhân của ông ta hay là về vấn đề nhân phẩm, nhưng mà họ sẵn sàng nhắm mắt quẳng mặt làm ngơ, là bởi vì họ tin tưởng rằng Tổng thống Trump là một cái người có một cái chính sách chống Trung Cộng, mà ngày xưa tới bây giờ chưa có người tổng thống nào có như vậy. Mà người ta còn nghĩ nữa đó là ông Tổng thống Trump sẽ là người sẽ hạ và sẽ làm sự sụp đổ cho cái chế độ cộng sản ở Trung Cộng và luôn cả ở nước Việt Nam. Và vì lý do đó, họ sẵn sàng yểm trợ và bỏ phiếu cho cái vấn đề tái đắc cử của Tổng thống Trump, là bởi vì cái đó là cái ước nguyện và cái đó là cái kỳ vọng là Tổng thống Trump sẽ làm được cái vấn đề đó. Thì bây giờ cái đó
nó mới đưa đến một cái câu hỏi thứ nhì mà chúng ta cũng sẽ trả lời và phân tích ngày hôm nay, là trong hai đảng, đảng Cộng Hòa và đảng Dân Chủ, trong quá khứ, cái đảng nào mà nó tốt cho đất nước Việt Nam? Cái đảng nào là cái đảng mà nó đưa đến cái sự phát triển và thúc đẩy cái vấn đề dân chủ hóa cho đất nước Việt Nam sau năm 1975? Thì chúng ta sẽ đi từ từ về vấn đề đó. Cá nhân tôi cũng hoàn toàn đồng ý với ông Frank Snap, một cái người mà gắn bó rất là gần gũi với tập thể cộng đồng người Việt trước năm 1975 ở miền Nam Việt Nam. Và bây giờ ông ta cũng theo dõi tất cả những cái vấn đề tình hình chính trị ở bên Á Châu, đặc biệt nhất là ở khu vực Đông Nam Á. Cái điểm đầu tiên tôi muốn nói đó là hét, miệt thị, chửi bới không phải là một cái chiến lược, mà cũng không phải là một cái chính sách đối ngoại. Mà tôi muốn lặp lại, la hét, chửi bới, miệt thị không phải là một cái chính sách đối ngoại, mà cũng không phải là một cái chiến lược. Thì chúng ta thấy là bắt đầu từ năm 2008, khi mà Tổng thống Obama đắc cử Tổng thống, và cái người Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đó là bà Hillary Clinton, thì một năm sau bà ta có đọc một cái bài diễn văn và nói là ưu tiên một trong cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ là xây trục về Á Châu. Và cái câu mà chúng ta thường hay nghe nói là thế kỷ thứ 21 là thế kỷ của Á Châu. Và trong cái thời gian đó đó, dưới cái sự điều hành của bà Hillary Clinton, của đời Tổng thống Obama năm nhiệm kỳ đầu tiên, nước Mỹ dùng đủ mọi phương tiện ngoại giao và luôn cả quân sự. Một cái điểm đó, họ làm nhiều điểm, nhưng cái điểm đầu tiên đó là họ bắt đầu thuyết phục và chinh phục tất cả những người, những cái nước xung quanh nước Trung Cộng, trong đó có nước Việt Nam, là cái điểm đầu tiên. Và cái điểm thứ nhì mà nước Mỹ làm trong cái thời điểm đó là liên kết với tất cả những đồng minh và tất cả những cái nước lân cận ở vòng quanh nước Trung Cộng. Thì trong cái thời điểm đó, chú Hoàng Bách và tất cả quý vị mà nếu có theo dõi thì chúng ta cũng thấy bà ta đi qua đó rất là nhiều, qua bên Á Châu rất là nhiều, đi thăm nước Việt Nam, đi thăm nước Myanmar, đi thăm nước Indonesia, Mã Lai, Thái, Đài Loan, Nhật, vân vân và vân vân. Và Tổng thống Obama cũng đi viếng thăm rất là nhiều ở bên Á Châu trong cái thời điểm đầu tiên của Tổng thống Obama. Một cái cách làm việc âm thầm, không có phô trương, nhưng mà về cái vấn đề đạt được cái mục tiêu và cái kết quả thì lại đạt được rất là nhiều trong cái thời điểm đó. Thứ nhất là thuyết phục được Myanmar trở thành một cái nước không còn là cái nước độc tài quân phiệt, mà trở thành một cái nước mà có một cái người tổng thống bây giờ là có thể nói là không còn độc tài. Chúng ta không thể nào nói nó là dân chủ, nhưng mà nó không còn độc tài. Cái điểm thứ nhất. Và cái điểm thứ nhì, cái Myanmar hay là Miến Điện, nó không có còn bị lệ thuộc vào nước Trung Cộng. Là cái điểm đầu tiên. Và cái điểm thứ nhì đó, mà trong cái đời mà bà Hillary làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, thì họ đã thuyết phục được nước Việt Nam. Cái TPP là một cái chiến lược rất là lâu dài để mà cô lập và ngăn chặn cái sự bành trướng về vấn đề kinh tế. Mà khi nước Trung Cộng không có thể nào bành trướng về kinh tế thì họ cũng sẽ không cách nào bành trướng được về vấn đề quân sự, bởi vì quân sự thì phải có tiền. Thì cái TPP là một cái chiến lược, và bà Hillary hay là nước Mỹ mới đi thuyết phục, và nước Việt Nam sẵn sàng tham gia và liên kết. Nước Việt Nam, Myanmar, Philippines trong cái thời điểm đó thì, và Thái Lan thì bắt đầu liên kết với lại nước Mỹ, đặc biệt nhất là nước Việt Nam và nước Myanmar. Và cái lúc đó, Campuchia cũng bị ở trong cái thế là cũng
muốn làm việc chung với nước Mỹ. Nào, thì bà ta đạt được cái mục tiêu đó, tức là nước Mỹ đạt được cái mục tiêu một cái chiến lược lâu dài 20-30 năm. Và một cái điểm thứ ba mà bà ta cũng đạt được đó là khuyến khích, thứ nhất, nước Myanmar nó trở thành một cái nước không còn là một cái nước độc tài quân phiệt, mà nó được có một cái cuộc bầu cử và nó dần dần nó dân chủ hóa, mặc dầu nó chưa có đạt được cái mục tiêu dân chủ nhưng mà nó đang đi trên cái con đường đó. Và một cái điểm thứ nhì đó là nước Việt Nam, cái vấn đề dân chủ hóa đó, và nước Việt Nam dưới cái thời đó là thời của ông Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì cái vấn đề ban giao nó được phát triển rất là nhiều, và cái vấn đề của nước Việt Nam về vấn đề xã hội thì nó cũng được nới rộng ra, và cái hệ thống internet nó phát triển rất là mạnh, đặc biệt nhất là Facebook ở nước Việt Nam. Thành ra cái vấn đề phát biểu ý kiến và cái vấn đề bảo vệ nhân quyền ở nước Việt Nam thì nó lại tăng vọt lên cao. Và một cái mà kêu là civil society, hay là chúng ta dùng nó kêu là cái xã hội dân sự, thì nó cũng lan tràn vào nước Việt Nam. Và cái đó nó đưa nước Việt Nam có một cái thời điểm là tiến triển về vấn đề dân chủ hóa đi nó nhanh hơn. Nhưng mà bà ta làm ở trong cái thời điểm đó thì được 4 năm, và sau cái nhiệm kỳ đầu tiên thì bà ta từ chức, Tổng thống Obama làm cái nhiệm kỳ thứ nhì. Nhưng mà trong cái thời điểm đó thì chúng ta đã thấy là cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ đã suy trục về Á Châu, và tất cả những gì mà chúng tôi mới vừa nói là có cùng một cái mục tiêu trong cái chính sách đối ngoại, là thứ nhất cô lập nước Trung Cộng về vấn đề kinh tế, đúng không? Rồi cô lập nước Trung Cộng về vấn đề địa lý, tức là những cái nước xung quanh của Trung Cộng là những cái nước liên kết và thiên về nước Mỹ hay là đồng minh, đúng không? Và cái điểm thứ ba là liên kết tất cả những cái nước, dù cho là đồng minh hay là những cái nước láng giềng của đồng minh ở bên Á Châu, đều liên kết với lại nước Mỹ qua một cái chương trình đó là TPP. Đó là những cái mục tiêu của chiến lược đối ngoại ở nước Mỹ trong cái thời điểm đó là ưu tiên một. Chú Hoàng Bách cũng biết trong cái thời điểm đó, đó nó cũng còn có vấn đề chiến tranh rất là rắc rối ở bên Trung Đông, giữa bên nước Iraq, rồi sau đó là Afghanistan, rồi sau đó là Syria và Libya. Thì nhưng mà cái đó là ưu tiên hai. Nào, sau khi mà bà ta từ chức và qua tới cái nhiệm kỳ thứ nhì thì cái chính sách đối ngoại với một cái người bộ ngoại trưởng mới, đó là ông John Kerry, thì nước Mỹ lại chuyển trục về lại Trung Đông. Không có nghĩa là bỏ rơi Á Châu, nhưng mà Á Châu nó không còn là ưu tiên một, mà Trung Đông nó lại là trở thành ưu tiên một. Và cái mục tiêu chính trong cái đời của ông John Kerry làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, tức là nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Obama, lại một lần nữa không có chú tâm đặt tất cả những cái chính sách đối ngoại của nước Mỹ là cái ưu tiên một ở bên Á Châu nữa, mà lại chuyển qua bên Trung Đông. Và cái mục tiêu của ông John Kerry cái thời điểm đó là làm sao đưa đến cái sự hòa bình, mà ký một cái giao kèo, một cái hiệp ước nào giữa Palestine với lại nước Do Thái. Và cái điểm thứ nhì mà ông ta muốn đạt được đó là làm sao để mà ngăn chặn cái sự bành trướng mà phát, cái sự mà chế cái bom nguyên tử hay là hạt nhân nguyên tử của nước Iran. Thì trong hai cái mục tiêu đó, đó ông John Kerry hay là nhiệm kỳ thứ nhì của Tổng thống Obama thì không có đạt được, mà nó thất bại trong cái vấn đề điều đình giữa nước Do Thái và nước Palestine. Thành ra cái ưu tiên đó nó bị thất bại. Và cái điểm thứ nhì đó thì vấn đề Iran đó, thì họ làm gấp rút để mà đạt được cái mục tiêu, thì họ được một cái hiệp ước, mà cái hiệp ước đó nó chỉ dời là gia hạn cái vấn đề mà chế cái hạt nhân nguyên tử của nước Iran cho tới 20 năm, có nghĩa là 20 năm sau thì Iran muốn chế thì lúc đó Iran chế, nhưng mà nó giải tỏa một vấn đề, tức là nó có một cái hiệp ước, nó không có hoàn hảo nhưng mà nó có một cái hiệp ước. Nhưng mà trong cái thời gian 4 năm đó đó, Mỹ không có đưa cái Á Châu là một cái trọng điểm như đời của bà Clinton. Khi mà Tổng thống Trump lên
thì Tổng thống Trump lại tiếp tục và chuyển trục về lại bên Á Châu và đem cái vấn đề Á Châu làm cái mục tiêu chính, tức là đi ngược, đi về lại với cái chính sách đối ngoại của bà Hillary Clinton. Nhưng mà đó, cái chiến thuật của Tổng thống Trump thì không có đi theo cái con đường và cái kế hoạch mà đã được dựng ra của Bộ Ngoại giao trong cái thời điểm bà Clinton. Ông ta không làm cái đó, mà ông ta dùng cái chiến thuật khác. Ông ta vì một cái vấn đề kỳ thị, không có thích một cái người tổng thống da đen ở trên nước Mỹ. Thành ra ông ta những cái gì mà có cái tên của Tổng thống Obama, dù cái đó là tốt cho nước Mỹ đi nữa, ông ta với một cái mục tiêu trong cái thời điểm 4 năm vừa qua là phải hủy bỏ tất cả những cái gì mà Tổng thống Obama, một người da đen, gây dựng lên, dù cho nó có tốt cho cái nước Mỹ hay không, họ không cần biết. Cái mục tiêu của ông là hủy bỏ tất cả những gì của cái người da đen. Chúng ta thấy cái việc làm đó, đó mà dù cho cái đó, đó nó hại cho nước Mỹ, nó đi ngược lại cái quyền lợi của nước Mỹ, ông Trump sẵn sàng làm cái đó để mà chứng minh cho tất cả những người cử tri hay là những người mà ủng hộ ông ta là cái gì của cái người da đen là chúng ta phải hủy bỏ. Thành ra ông ta hủy bỏ cái TPP và ông ta đưa ra một cái chiến thuật mới. Và cái chiến thuật của ông ta, thứ nhất, miệt thị, bôi nhọ, la hét, chửi bới những cái nước nào mà không đồng ý với nước Mỹ, và trong đó có nước Trung Cộng. Và ông ta dùng một cái chiến thuật khác, đó là tăng thuế mậu dịch để mà yêu cầu nước Trung Cộng giảm cái vấn đề tiền tệ thâm thủng, vẫn muốn làm ăn buôn bán với nước Trung Cộng, nhưng mà với điều kiện là Trung Cộng phải mua nhập cảng nhiều hàng hóa của nước Mỹ để mà cái vấn đề thâm thủng nó giảm xuống. Nào, khi mà chúng ta nghĩ tới cái vấn đề đó làm cái chiến thuật thì Tổng thống Trump chỉ có yêu cầu nước Trung Cộng, quý vị sản xuất qua nước Mỹ rất là nhiều và chúng tôi sản xuất qua nước của quý vị thì nó ít hơn, thì cái điểm của tôi muốn đó là quý vị, yêu cầu quý vị sản xuất cho chúng tôi sản xuất nhiều hàng hóa qua nước Trung Cộng, quý vị phải mua nhiều hàng hóa của nước Mỹ để mà cái vấn đề thâm thủng giữa Mỹ và nước Trung Cộng nó giảm xuống cho chúng tôi. Nào, khi mà mình nghe cái đó thì cái câu hỏi đầu tiên, cái đó có thật sự là cái chính sách để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của nước Trung Cộng hay không? Nào, điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì, cái vấn đề mà tăng thuế mậu dịch đó, nó có phải là một cái chiến lược, một cái chính sách để mà cô lập cái nước Trung Cộng hay không? Bây giờ chúng tôi muốn lặp lại cái này cho chị Hoàng Bách nghe. Tổng thống Trump lên, Tổng thống Trump nói với Trung Cộng, quý vị sản xuất qua nước tôi rất là nhiều, mà quý vị nhập cảng hàng hóa của chúng tôi thì lại ít hơn. Thành ra đó, nó có cái sự thâm thủng là khoảng 350 tỷ đồng. Tôi yêu cầu quý vị không phải là bớt sản xuất qua nước Mỹ, nhưng mà tôi yêu cầu quý vị phải mua và nhập cảng nhiều hàng hóa của nước Mỹ để cho cái vấn đề thâm thủng nó giảm xuống. Và ông ta mới tăng cái thuế lên. Nha. Thì khi mình nghe cái đó, chú Hoàng Bách và tất cả quý vị suy nghĩ, cái đó đó có phải là một cái chính sách để mà ngăn chặn cái sự bành trướng về kinh tế của nước Trung Cộng hay không? Và cái điểm thứ nhì, cái vấn đề mà giảm cái thâm thủng của mậu dịch, nó có phải là một cái chính sách hay một cái chiến lược cô lập cái sự phát triển về địa lý, tức là bành trướng của nước Trung Cộng ở bên Á Châu hay không? Và khi mà chúng ta
nghỉ cái đó, thì chúng ta biết cái đó không phải là một cái chính sách, cái đó không phải là một cái chiến lược, mà cái đó chỉ là cái làm ăn buôn bán. Anh mua đồ của tôi nhiều quá, anh làm ơn anh bán đồ của anh qua nước tôi nhiều quá, thì anh làm ơn anh mua đồ của tôi cho nó, hai bên á chúng ta mua qua mua lợi thì nó ngang hàng với nhau. Chứ còn mà tôi không muốn anh bành trướng, tôi không muốn anh làm giàu, thì cái đó không phải là cái đầu óc của tôi. Tôi muốn anh làm giàu, tôi cũng muốn làm giàu luôn. À, tức là một cái việc làm ăn buôn bán rồi, nó hoàn toàn không có một cái chiến lược, một cái chiến thuật. Mà đó, cái mà nó hại đó ở trong cái chính sách đối ngoại của Tổng thống Trump là không có một cái chính sách, không có một cái chiến lược. Bởi vì thứ nhất, một cái chiến lược được gây dựng ra gần 10 năm trời, sắp sửa đạt được cái mục tiêu đó là cái TPP, thì ông Tổng thống Trump hủy bỏ tất cả những cái thời gian và tất cả những cái công sức của mấy đời tổng thống, mấy đời bộ ngoại trưởng đã cố gắng thuyết phục và làm được cái TPP, thì chỉ trong vòng một tháng ông ta hủy bỏ tất cả công sức của nước Mỹ và của tất cả đồng minh ở cái đó, là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ nhì là không phải là ông ta chỉ muốn giảm cái thâm thủng mậu dịch của nước Mỹ và nước Trung Cộng, mà ông ta còn giảm còn phải muốn và tăng thuế và trừng phạt luôn cả tất cả những người đồng minh của nước Mỹ. Thay vì một cái chính sách liên kết với đồng minh để mà ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng, thì Tổng thống Trump lại phân hóa, không liên kết với đồng minh. Có nghĩa là không có ngăn chặn cái sự bành trướng về địa lý, về quân sự, về làm ăn buôn bán kinh tế của nước Trung Cộng. Thì thật sự trong 4 năm vừa qua, Tổng thống Trump không có một cái chiến lược, không có một cái chính sách gì mà là chống Trung Cộng hay là ngăn chặn sự bành trướng của Trung Cộng về mặt kinh tế, hay là về mặt quân sự, hay là về mặt chính trị địa lý. Chú Hoàng Bách. Dạ vâng, cảm ơn luật sư đi vào chi tiết. Nhưng mà giả sử bây giờ mình nêu lên cái vấn đề, cái chính sách đó là sau đó thì Tổng thống Donald Trump đưa ra cái chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương. Thật sự cái Ấn Độ-Thái Bình Dương đó, từ thời của ông Shinzo Abe, ông có đề nghị, ông có sáng kiến đó rồi, nhưng mà chưa áp dụng, rồi bây giờ mới áp dụng. Nhưng mà mình đặt lại cái câu giả sử như vậy, thì nếu mà mình đặt giả sử trong cái ngày 3 này đó, ngày hôm nay đó, mà cuộc bầu cử đó, thì ông Joe Biden thắng cử, thì cái chính sách về đối ngoại của ông Joe Biden nói riêng và của dân chủ nói chung và toàn nước Mỹ đối với Trung Cộng, đối với Việt Nam và các nước Á Châu, nó có tiếp tục không, hay là nó sẽ xa dần? Người ta cho rằng là đối với ông Joe Biden lên thì sẽ xã hội Mỹ sẽ là xã hội chủ nghĩa, và Trung Cộng sẽ khống chế đi học tiếng Tàu, vân vân và vân vân. Thì đây là cái đòn tuyên truyền của những người bên nhà Tổng thống Trump. Nhưng đặc biệt ở trong cộng đồng của chúng ta có một số người họ không hiểu vấn đề, nhưng mà họ cứ nhân danh cái Trump cảm như là một cái chiêu bài, rồi chụp mũ cho người này người kia. Mình ở trong Việt Nam đó thì hãy non cối đó, thì người ta nói là cộng sản ra ngoài này mà ai nói ngược lại cũng cộng sản rồi. Bây giờ đó, họ chụp mũ luôn cho đảng Dân Chủ là cộng sản. Vậy thì cái chính sách mà luật sư vừa nói dưới thời bà Clinton, tức là đảng Dân Chủ, thì bây giờ nếu ông Joe Biden có lên mà thắng cử đó, thì cái sự kiện đối với Á Châu, đối với Việt Nam nó có thay đổi không? Chúng ta chỉ còn 4 phút còn lại, thưa luật sư. Dạ, 4 phút thì chắc nói không đủ, nhưng mà đi một cách rất là mau. Trong cái thời điểm mà bà Clinton làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao thì ông Biden là Phó Tổng thống nha. Và trong cái thời điểm đó đó, ông ta là một cái người mà có một cái kinh nghiệm về ngoại giao, bởi vì ông ta là trưởng ban chủ tịch của một cái ủy ban chuyên môn về ngoại giao với lại ông John McCain nha. Đây là chúng ta muốn nói một cách, nếu mà tổng thống nếu mà ông Biden mà thắng cử thì cái chính sách đối ngoại ở bên Trung Đất, ở bên Á Châu, nó sẽ đưa cái Á Châu là một cái ưu tiên một, tức là ông ta sẽ trở về lại với cái chính sách và cái chiến lược của bà Hillary Clinton đã được đưa ra. Nếu mà dùng danh từ của bà Hillary thì cái đó thật sự cũng không có phải là đúng 100%, bởi vì cái người mà mình kêu là cái não của cái chiến lược mà
xây trục về bên Á Châu đó, cái người đầu tiên đó, cái ông đó đó là ông tên là Richard Hope Brooks. Thì trong cái thời điểm đó ông ta là cánh tay phải của bà Hillary và ông ta là người đưa ra một cái chiến lược đó. Ông ta rất rất là giỏi và ông ta có rất là nhiều kinh nghiệm. Ngày xưa ông ta cũng là một cái người trong cái CIA và cũng trong tình báo mà ở Việt Nam, thành ra ông ta rất là rành về bên Á Châu, ông Richard Hope. Nhưng mà rất tiếc là trong cái năm thứ ba, tức là 3 năm sau đó, thì ông ta bị chết vì đứt cân máu, mà chết ngay trong cái văn phòng của bà Hillary. Mà trong cái thời điểm đó đó, ông ta là cái người, nhưng mà ông ta có một số những người cố vấn rất là giỏi. Một trong những người cố vấn đó đó, ông đó là tên Kirk Campbell. Nếu quý vị là những người mà có theo dõi cái vấn đề chính sách đối ngoại của ngày xưa thời đại Obama và cho tới ngày hôm nay, quý vị có nghe một cái người tên là Kirk Campbell. Ông ta là chuyên về vấn đề bên Á Châu. Đó. Thì ông ta là cái người có thể nói là cánh tay trái của ông Richard Holbrooke trong cái chính sách chuyển trục về Á Châu của năm 2008, 2009, 10 và 11. Một cái người thứ hai đó là cái cánh tay phải của ông Richard Holbrooke, đó là ông nó tên là Bob Zoellick. Ông ta đó là một cái người cũng rất rất là rành về cái chiến lược đối ngoại ở bên Á Châu. Ông ta là cánh tay phải của ông Richard Holbrooke. Thì trong cái thời điểm ông Richard Holbrooke là cố vấn, hay là mình dùng cái danh từ là quân sư của bà Hillary, đưa ra cái chính sách đó, thì đưa về bên Á Châu đó, thì có hai người chánh, đó là ông Kirk Campbell và ông Bob Zoellick. Bob Zoellick đó thì sau đó, đó trở thành giám đốc điều hành của cái World Bank. Đó. Tại sao tôi nhắc tên hai cái người này? Hai cái người này hiện bây giờ là hai người cố vấn về tất cả những cái chính sách đối ngoại của ứng cử viên Joe Biden. Thành ra nếu mà Tổng thống Joe Biden và ông ta trong cái lúc vận động tranh cử, khi mà nói tới cái chính sách đối ngoại của ông ta như thế nào, thì ông ta có trình bày, thì chúng ta biết hai cái người này sẽ được trở về, sẽ là cái người cố vấn và sẽ tiếp tục sẽ được bổ nhiệm và coi về cái vấn đề chính sách đối ngoại ở bên Á Châu. Một trong những cái đó, đó là cái, tức là cái chính sách nó vẫn tiếp tục, là thứ nhất, đầu tiên là phải hàn gắn lại cái vết thương mà trong cái đời Tổng thống Trump đã gây ra với lại đồng minh, và phải liên kết lại với tất cả những cái nước ở bên đó. Đó là đi lại, tức là phải cố gắng hàn gắn lại cái vết thương đó và đem lại cái niềm tin cho tất cả những người đồng minh ở bên Á Châu, để cho họ biết rằng là no, nước Mỹ vẫn vẫn muốn làm việc và muốn liên kết với tất cả quý vị, và chúng tôi, quý vị phải tin tưởng chúng tôi. Cái đây là một thử thách nha, bởi vì những cái nước mà họ bị thất hứa đó, thì một sự bất tín vạn sự bất tin, lần sau tôi không dám nói nữa, bởi vì ông làm tổng thống mai mốt ông khác lên là làm sao mà tôi tin nữa, đúng không? Cứ đổi tới đổi lui hoài đó, thì mình phải gây dựng lại cái vết thương đó. Đó là cái mục tiêu trong cái chính sách đối ngoại của tổng thống Biden. Và cái điểm thứ nhì là tiếp tục cái chính sách, cái chiến lược cô lập nước Trung Cộng, thứ nhất về địa lý chính trị, thứ nhì về vấn đề quân sự, cái thứ ba là phải cô lập, không cho cái sự bành trướng về vấn đề kinh tế. Bởi vì nếu mà nước Trung Cộng không thể nào bành trướng về vấn đề kinh tế, thì họ không cách nào mà bành trướng về vấn đề quân sự. Và nếu mà chúng ta cô lập họ về cái vấn đề địa lý chính trị, thì rất là khó khăn. Mà khi mà tất cả những cái nước xung quanh nước Trung Cộng mà không chơi với Trung Cộng, tức là Trung Cộng sẽ bị cô đơn, tức là như nó không có công ấy, thì cái đó đó, trong cái chính sách đó đó, ông ta sẽ lấy cái TPP về và ông ta sẽ tham gia vào cái CPTPP mà tất cả những cái nước bên Á Châu họ đã thành lập mà không có nước Mỹ. Đây là những cái mà trong cái lúc vận động tranh cử, ứng cử viên Joe Biden cũng có nói về cái vấn đề này, không phải là về vấn đề liên kết với tất cả những người đồng minh ở bên Á Châu, mà luôn cả tất cả những người đồng minh trên thế giới, tức là cái NATO, đem lại cái niềm tin cho cái NATO, không có về cái vấn đề thâm thủng mậu dịch và không có tăng thuế má của đồng minh mình, nhưng mà vẫn giữ cái vấn đề tăng thuế mậu dịch
của nước Trung Cộng cho đến khi nào Trung Cộng sửa lại và không có, thứ nhất, không có vi phạm nhân quyền, không có đụng vô cái Hồng Kông, không có ăn hiếp nước Việt Nam, không có ăn hiếp nước Đài Loan, thì lúc đó đó mới giảm, không có làm cái vấn đề tăng thuế mậu dịch. Nhưng mà cái vấn đề thâm thủng mậu dịch sẽ không phải là cái ưu tiên đầu tiên của cái chính phủ Biden, mà là cái đầu tiên là phải liên kết với lại tất cả đồng minh và phải làm sao cô lập nước Trung Cộng về mặt chính trị địa lý, về mặt chính trị, về mặt kinh tế và luôn cả về mặt quân sự. Chúc mừng bác. Dạ vâng, khi nãy thì luật sư có nêu lên cái vấn đề chiếc áo không làm thành thầy tu, cũng như không phải là khi mà có cái vương miện rồi áo mỏ căng đai của nhà vua, tức là cái chức vụ đó, nhưng mà những người bạo chúa hoặc là những người minh quân thì không nói rồi, nhưng mà bạo chúa thường dùng những cái giá trị, những cái áo mỏ căng đai đó để mà ngự trị, rồi nói rằng là muốn biến thành một cái nhà độc tài. Cho nên tất cả những cái sự kiện này đó thì vì quyền lợi của nước Mỹ, cho nên dân chủ hay cộng hòa, ông Joe Biden có nói là dù tôi thắng cử, đảng dân chủ bỏ phiếu hay là đồng bào bỏ phiếu, nhưng mà khi chúng tôi lên làm tổng thống, chúng tôi là tổng thống của nước Mỹ và tổng thống mọi sắc tộc, chứ không phải tổng thống của người Mỹ trắng, Mỹ đen, hay là tổng thống của mọi người. Và cái chiến lược của dân chủ là cái chiến lược của toàn thế giới, của Hoa Kỳ. Thì yeah, bây giờ xin nhà luật sư còn một phút còn lại kết thúc chương trình với quý khán giả. Dạ. Một còn một phút thì nhưng mà để mà nói rất là mau, cái vấn đề đó là khi mà quý vị mà nói rằng là ông Trump là cái người chống cộng hay là chống Trung Cộng và sẽ đưa đến cái sự sụp đổ của đất nước Trung Cộng hay là của cái chủ nghĩa cộng sản ở bên Trung Cộng hay là Việt Nam, thì cái đó hoàn toàn là không có, cái đó là ảo tưởng chứ không có phải là sự thật. Cái vấn đề mà chúng ta mới đưa về cái thời điểm của ông Nixon và chúng ta so sánh với thời điểm ngày hôm nay. Ngày xưa đó, cái ông thờ ông Nixon đó, cái nước Việt Nam đó nó là con chó, mà cái nước Tàu đó nó là cái xe. Mình giống như chơi cờ tướng vậy đó, con xe và con chó. Thì khi mà mình được cái con xe và mình hy sinh con chó thì cái đó là quá tướng rồi. Vì cái quyền lợi của đất nước Mỹ, đất nước Mỹ sẽ làm việc chung với nước Trung Cộng, và nếu mà họ cần, họ sẽ bán đứng tất cả những đàn em. Và ngày xưa chúng ta đã trải qua là nước Mỹ trong cái thời ông Tổng thống Nixon, người của Đảng Cộng Hòa, vì cái quyền lợi của nước Mỹ, và Trung Cộng là một cái nước rất là lớn, cái quyền lợi tốt cho nước Mỹ thì nó rất là nhiều, thành ra họ sẵn sàng bán đứng nước Việt Nam. Nào, ngày hôm nay nếu mà Tổng thống Trump mà tái đắc cử thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nào, chúng ta mới nhìn Tổng thống Trump là một cái người chỉ biết làm ăn buôn bán, biết là cái gì mà có tiền là tôi vui rồi. Nào, thì bây giờ chúng ta mới nhìn vào cái sự kinh tế làm ăn buôn bán giữa nước Việt Nam và nước Mỹ, là tổng cộng đó, mua ba bán lại hai bên đó, tổng cộng đó là dưới 100 tỷ đồng. Dưới 100 tỷ đồng. Dạ vâng. Nào, trong khi cái vấn đề mà ban giao và làm ăn buôn bán tiền bạc qua lại của nước Mỹ và nước Trung Cộng đó, nó lên trên 1.000 tỷ đồng, trên 1.000 tỷ đồng nha. Thì bây giờ chúng ta mới ngồi, và nếu mà là một cái người làm ăn buôn bán như Tổng thống Trump, thì nếu mà ông ta mà đạt được cái mục tiêu và làm ăn buôn bán với một cái nước 1.000 tỷ đồng mà mình cũng có tiền và tiền vô rất là nhiều, thì mình có thể hy sinh và mình sẽ bán đứng cái người mà nó chỉ đem vô nhưng nó có mấy chục tỷ thôi, đúng không? 100 tỷ tức là bán qua bán lại đó, cộng hai cái lại đó, chỉ còn bên Mỹ qua nước Việt Nam á, thì chỉ có 20 mấy tỷ hay 30 mấy tỷ thôi, không? Thì mình bỏ cái đó đi, mình lấy cái 500 tỷ sướng hơn đó. Và khi mà cái chuyện đó mà vì cái quyền lợi, vì cái vấn đề tiền mà không có một cái chính sách, không có một cái lập trường, không có một cái con đường dài của 20-30 năm về một cái chính sách đối ngoại, thì vô hình chung vì chỉ có vài trăm tỷ đồng mà mình có thể bán đứng một cái người đồng minh, mình có thể bán đứng cái nước nhỏ mà mình cần phải liên kết để mà ngăn chặn cái sự bành trướng của một cái siêu cường quốc
là nước Trung Cộng ở bên ở trong, chú Hoàng Bách. Dạ vâng, qua sự trình bày của luật sư, chúng tôi xin khép chương trình ở đây và thành thật cảm ơn quý khán giả đã theo dõi và lắng nghe. Cũng cảm ơn luật sư, đây là cái chương trình mà chúng ta nói chuyện là kết thúc của ngày bầu cử, bởi vì hôm nay là thứ ba ngày bầu cử rồi, cho nên sau bầu cử chúng ta sẽ nói về tương lai, chúng ta sẽ nói về cộng đồng của chúng ta sẽ nói những cái điều mà làm sao chúng ta tạo sự đoàn kết. Bây giờ thì có lẽ quý vị còn nghĩa là còn thổn thức, băn khoăn, lo âu, bồn chồn là ai sẽ thắng cử. Nhưng mà tối hôm nay thì quý vị biết, và sau đó đó quý vị phải thư giãn xuống, hạ nhiệt xuống để tất cả rồi trở về quá khứ. Chúng ta sẽ hướng nhìn về tương lai và chúng ta tạo sự đoàn kết. Và đến đây thì chúng tôi thành thật một lần nữa cảm ơn quý khán giả, cảm ơn luật sư đã đóng góp trong chương trình này. Chúng tôi xin kính chúc quý vị những giờ phút còn lại bình an và xin kính chào. Dạ, kính chào chú Hoàng Bách, kính chào tất cả khán thính giả trên hệ thống Hoàng Bách Channel.